Chào các bạn. Phiên giao dịch tối ngày hôm qua giờ Việt Nam là sáng sớm ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 5. Hôm qua thì chúng ta nghỉ lễ 30 tháng 4, tuy vậy thì các thị trường trên thế giới vẫn giao dịch và đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ thì vẫn tiếp tục giao dịch như bình thường. Tính trên chỉ số của Dow Jones và S&P thì tiếp tục có cái sự công phá đáng khích lệ và có thể được xem là những cái điểm sáng tích cực cho cái mùa báo cáo hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2019. Tuy vậy thì trong phiên tối ngày hôm qua, thị trường Mỹ có một điểm tối mà chúng ta cần phải lưu tâm, đó chính là cổ phiếu Alphabet hay còn gọi là cổ phiếu Google. Google là một trong những cái cổ phiếu lớn hàng đầu trên thị trường chứng khoán Mỹ nói chung và nói riêng và trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Với cái giá giao dịch hiện tại của Google lên tới đỉnh điểm là $1,300 trên một cổ phiếu. Như vậy thì chúng ta thấy đây là một trong những cổ phiếu lớn có những uy tín lớn trong thời gian vừa qua. Thì đây là toàn bộ cái biểu đồ của Google trong suốt từ những năm 2009 tới nay. Thì chúng ta thấy được rằng là từ năm 2009 đến nay thì Google có một cái đợt tăng giá thực sự là khá ấn tượng, từ cái mốc $146 trên một cổ phiếu. Và thời điểm cao điểm nhất, gần đây nhất là Google đạt một cái đỉnh cao mới, đó là trên 1.000, đỉnh điểm của nó là $1,296 trên một cổ phiếu Google. Và trong phiên tối ngày hôm qua thì điều gì đã xảy ra? Với cái việc là báo cáo hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2019 sụt giảm về mặt doanh thu so với cùng kỳ cũng như là so với quý 4 năm 2018, dẫn đến Google có một phiên giảm điểm kỷ lục, có thời điểm giảm tới gần 10%. Và cuối phiên thì hồi phục trở lại với cái mức giảm chỉ tương đối nhẹ hơn, ở mức 7% thôi, khoảng gần 8%. Một phiên giảm điểm trên 10% với một cổ phiếu ở thị trường quốc tế thì điều đó là hoàn toàn bình thường. Bởi vì trên thị trường quốc tế thì phần lớn các giao dịch là tự do, không có sự can thiệp bằng việc là có chặn trên, tức là giá trần và giá sàn. Do đó thì những cái tín hiệu hay những cái dấu hiệu của câu chuyện mà tiêu cực hay tích cực có thể tác động tới giá của cổ phiếu, đôi khi có thể tăng tới cả 50-70% trong vòng một phiên giao dịch. Và việc giảm điểm trong một phiên giao dịch với mức giảm thời điểm cao điểm nhất là giảm về tới mốc là $1,182 trên một cổ phiếu Google, từ mốc đỉnh điểm của ngày hôm trước đóng cửa là 1,296, như vậy là có mốc giảm gần 10%. Vậy thì chúng ta sẽ trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn vài điểm như sau. Điểm thứ nhất, chúng ta phân tích qua về Ichimoku xem là, và một số cái chỉ báo phân tích kỹ thuật xem là liệu Google thì sắp tới sẽ như thế nào. Thì chúng ta sẽ xem vài đường dài hạn là MACD, đường Momentum và giá của cổ phiếu. Hiện tại thì chúng ta thấy trên màn hình anh chị em và các bạn thì sau khi giá cổ phiếu rớt ngay trong phiên với mức 10% thì được MAY, Ichi hỗ trợ. Do đó thì cuối phiên thì giá cổ phiếu Google đã hồi phục trở lại và ở cuối cùng thì kết phiên với cái mức giảm chỉ khoảng 8% thôi. Điểm thứ hai chúng ta nhìn thấy thì một tín hiệu khá là tiêu cực, đó chính là cái MACD. MACD tính theo ngày thì đang có những dấu hiệu tiêu cực hơn. Chúng ta có thể nhìn thêm tuần và tháng để chúng ta biết được là MACD nó đang như thế nào. Chúng ta xem tuần. Tuần thì có một cái dấu hiệu của câu chuyện gãy MACD. Rồi, về Momentum thì trong nhiều ngày trở lại đây thì Momentum đạt mốc 150 thì bắt đầu có những dấu hiệu suy yếu. Và trên biểu đồ phân tích kỹ thuật tuần thì chúng ta thấy có một nến đỏ rất là xấu. Nếu để có thể dễ tiên lượng hơn thì chúng ta có thể xem qua bằng cái nến Heiken Ashi để chúng ta có thể dễ phân tích. Thì ngày hôm qua thì Heiken Ashi cho ra một cái cây nến gọi là nến sắt thắt chặt rất là xấu trên biểu đồ tuần của cổ phiếu gọi là Google, có tên gọi khác là Alphabet trên sàn giao dịch Nasdaq. Rồi, còn về mặt tài chính thì chúng ta có thể tát qua vào Yahoo Finance để chúng ta có thể tìm các thông tin dữ liệu liên quan đến tài chính, báo cáo thu nhập hàng quý và hàng năm của Google. Thì chúng ta có thể điểm qua cho anh chị em và các bạn thấy được rằng lý do tại sao trong suốt những năm từ năm 2009 đến nay thì Google đã làm nên những điều kỳ tích với cái mức tăng gọi là thực sự ấn tượng, gần 10 lần so với năm 2009, từ mốc $140 trên một cổ phiếu Google mà thời
thời điểm đỉnh điểm đã lên tới gần 1.300 đô la Mỹ một cổ phiếu Google trong vòng 10 năm. Như vậy là tương đối, tính một cách gọi là tương đối thì mỗi năm là tăng một lần. Chúng ta có cơ sở dữ liệu trên Yahoo Finance thì chúng ta chỉ có nhìn thấy được khoảng 4 năm trở lại đây thôi. 2015, 2016, 2017, 2018 thì chúng ta có thể thấy được vài điểm cơ bản như sau. Nếu tính từ năm 2015 đến năm 2018 thì doanh thu của Google có khuynh hướng là tăng gấp đôi, từ 74 tỷ đô la Mỹ lên 90 tỷ đô la Mỹ năm 2016 và lên 110 tỷ đô la Mỹ năm 2017, và kết thúc năm 2018 thì tổng doanh thu của Google là 136,8 tỷ đô la Mỹ. Và lợi nhuận gộp thì ở phía dưới chúng ta còn có thể thấy được chi phí doanh thu và lợi nhuận gộp mà thấy rõ ràng. Thì lợi nhuận gộp thì có thể là tăng không bằng doanh thu, từ mốc 46,8 tỷ đô la Mỹ lên 55,1 tỷ đô la Mỹ lên 65,2 tỷ đô la Mỹ, và kết thúc năm 2018 thì mức lợi nhuận gộp là 77,2 tỷ đô la Mỹ. Rồi, chúng ta có thể điểm qua một số các cái chỉ báo khác về cái cổ phiếu này. Ở phía dưới, chi phí lãi vay, chi phí thuế thu nhập, lợi ích của đông thiểu số và một số các cái chỉ số khác nữa chúng ta có thể xem ở bên dưới. Chúng ta điểm qua ngay về cái báo cáo của hàng quý thì chúng ta thấy được rằng là 31 tháng 3 năm 2019 thì tổng doanh thu của Google thì giảm sút so với lại quý 4 năm 2018. Quý 4 đạt 39,2 tỷ đô la Mỹ thì quý 1 năm 2019 doanh thu của Google đã giảm sút, và có phần chúng ta nhìn vào cái doanh thu, chúng tôi sẽ nói thêm với anh chị em và các bạn nguyên nhân tại sao thì doanh thu của Google đang có những cái dấu hiệu của câu chuyện gọi là giảm sút. Và quý 1 năm 2019 thì doanh thu của Google chỉ còn 36,3 tỷ đô la Mỹ và lợi nhuận gộp thì khoảng 20 tỷ đô la. Chúng ta có thể nhìn một cái điểm tích cực khác, mặc dù giá giảm nhưng chúng ta có thể nhìn như thế này. Với cái lợi nhuận gộp là của năm 2018 là 77,2 tỷ, mà trong khi đó thì 77,2 tỷ, mà trong khi đó thì quý 2, quý 3, quý 4 của công ty này thì nó nằm ở khoảng là 18, 19, 21, tức là tương đương với khoảng đâu đó là 58 tỷ đô la Mỹ, mà được 77 thì coi là 60 thì được 17. Vậy thì là lợi nhuận gộp của Google vẫn là tăng so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp vẫn ok, và tuy vậy thì doanh thu có dấu hiệu suy giảm. Lý do tại sao thì chúng ta sẽ từ từ phân tích thêm ở cuối video này. Điểm đáng lưu ý ở đây thì chúng ta cần phải lưu ý như thế này: cái vấn đề về doanh thu của Google thì không phải chỉ Google, mà nó là câu chuyện của gần như là các công ty công nghệ trong phiên giao dịch ngày hôm qua, kể cả Apple, Facebook, Amazon, Netflix hay Tesla đều là có một cái phiên gọi là giảm điểm. Và cái việc giảm điểm của Google là mạnh nhất khi mà báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gọi là được phơi ra với nhà đầu tư. Trong khi đó thì trước đó thì cái giá của cổ phiếu này cũng có một cái nhịp tăng khá là tốt tính theo ngày. Đây anh chị em và các bạn, chúng ta sẽ thấy được rằng là trước đó thì chúng ta có một cái đợt hồi phục của cổ phiếu này tính theo ngày. Kể từ đầu năm 2019 thì giá của cổ phiếu Google tăng từ 1.000 mà lên tới đỉnh điểm là 1.300. Như vậy là tăng khoảng 30%. Doanh thu thì lại không đạt như kỳ vọng của các nhà đầu tư. Do đó thì việc giảm điểm ngay lập tức 10%. Trong phiên và kết phiên thì giảm khoảng tầm gần 8% thì là điều có thể coi là hoàn toàn bình thường, vừa là điều chỉnh trong một cái xu hướng tăng giá cũng như là cái câu chuyện thể hiện là cái thất vọng của các nhà đầu tư về việc doanh thu của doanh thu của Google có phần thay đổi, nhưng mà lợi nhuận thì vẫn ổn. Nhưng ở đây chúng ta cần phải lưu ý một điều rất quan trọng thế này: về mặt lợi nhuận thì một doanh nghiệp hoàn toàn có thể tiết giảm các loại chi phí liên quan để có thể bút toán một cái mức lợi nhuận phù hợp. Tuy vậy về mặt doanh thu thì Google đang cho thấy được những cái điểm gọi là đáng cần phải quan tâm trong cái lĩnh vực công nghệ, đó là cái sức tăng trưởng, cái tốc độ tăng trưởng và dư địa tăng trưởng của ngành công nghệ, đặc biệt là công nghệ như Google thì đang có những cái gọi là chứng lại. Đặc biệt là thêm một điểm nữa, điểm nhấn rất quan trọng trong cái việc là cơ cấu doanh thu của Google là đến từ quảng cáo. Trong khi đó thì trong thời gian gần đây thì Facebook là một trong những cái doanh nghiệp mới nổi và có tốc độ tăng trưởng rất là nhanh, đã chiếm đi một cái phần không hề nhỏ trong cái cơ cấu doanh thu quảng cáo của Google, của YouTube, rồi của những cái công ty công nghệ. Do đó thì một miếng bánh thì được chia sẻ đều. Rõ ràng chúng ta đang thấy được những cái điều cần phải lưu tâm tại
công ty này và các nhà đầu tư thất vọng cũng là điều hoàn toàn bình thường. Vậy như vậy thì chúng ta sau khi phân tích như vậy thì chúng ta làm gì tiếp theo cho cái cổ phiếu này và cho những cái nhận định của chúng ta cho thị trường Mỹ nói riêng và thị trường thế giới nói chung? Thì có một điểm nhận định mà chúng tôi có thể khẳng định ngay với quý anh chị em và các bạn, đó là cái xu hướng tăng điểm của chứng khoán Mỹ nói riêng và thế giới nói chung thì sẽ có dấu hiệu sẽ cần với một cái khoảng điều chỉnh. Điểm đầu tiên, phát súng nổ đầu tiên đó là Google, thì cho thấy chúng ta cần phải lưu tâm, và đây là một điểm nhấn đầu tiên, phát súng đầu tiên khơi mào cho một cái đợt suy giảm điều chỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ nói riêng và thế giới nói chung, chúng ta cần phải thực sự rất quan tâm. Điểm lưu ý thứ hai đó là các công ty công nghệ trong thời gian sắp tới sẽ phải hoặc là bắt buộc sẽ có những cái nhịp điều chỉnh sâu hơn sau khi mà có một cái đợt điều chỉnh cũng không hề ít từ cái mốc đỉnh điểm của gọi là đỉnh điểm thời điểm tháng 7 năm 2018 của Google, thì có một thời điểm lên tới 1.265 đô la Mỹ trên một cổ phiếu và cũng đã có thời điểm giảm về 1.000, tức là giảm khoảng 20% và hồi phục hiện tại thì đã lấy lại được cái đỉnh cũ. Tuy vậy có đi được xa hơn nữa hay không thì điều đó là điều chúng ta cần phải quan sát thêm. Còn câu chuyện trong ngắn hạn, trong một đợt tăng 30% của Google thì chuyện điều chỉnh 10-15% là hoàn toàn bình thường. Trong phiên giao dịch ngày mai, ngày mốt, chúng ta sẽ thấy được cái sự tích lũy của cổ phiếu này ở trên cái vùng mây hiện tại trên màn hình của anh chị em và các bạn. Chúng tôi kết thúc video tại đây. Hy vọng rằng những chia sẻ, những cái điểm nhấn, những cái điểm tin của chúng tôi đem lại hữu ích cho quý anh chị em và các bạn về góc nhìn toàn cầu, góc nhìn toàn cảnh về các cổ phiếu trên thế giới, các doanh nghiệp cũng như là góc nhìn về kinh tế toàn cầu, giúp anh chị em và các bạn có tầm nhìn tổng quan hơn trong việc ra quyết định đầu tư. Thân ái chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.